Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, các cột đo xăng dầu phải có thiết bị in chứng từ bán hàng để cung cấp cho khách hàng. Quy định này đã được trì hoãn một năm nay và doanh nghiệp có tới 4 năm để chuẩn bị cho việc thực hiện quy định mới. Việc bắt buộc các cây xăng phải có thiết bị in chứng từ tại chỗ nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng cũng như hướng tới sự văn minh hiện đại trong kinh doanh buôn bán xăng dầu. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này có thật sự đem lại hiệu quả như chủ trương ban đầu hay không? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau đây. Có sản lượng tiêu thụ lớn, mỗi tháng cửa hàng xăng dầu này tiêu thụ trên dưới 200 mét khối xăng dầu. Nắm bắt được chủ trương đã lâu, nhưng cửa hàng chưa hề có ý định lắp đặt thiết bị in chứng từ trong năm nay. Cửa hàng cũng đang tiếp cận, cũng đang đặt hệ thống phần mềm để trong năm tới là triển khai đến hóa đơn bán lẻ, bởi vì bán hóa đơn điện tử. Vì hiện tại là công ty đã đặt trước đây đã đặt một số hóa đơn in sẵn thì bây giờ phải sử dụng hết cái số hóa đơn đấy thì sẽ chuyển sang lúc nào sử dụng thì là hết thì sẽ chuyển sang cái hóa đơn điện tử ngay lúc đó trong thời gian tới đây. Trước thời điểm bắt buộc thực hiện quy định cả năm nay, một số cột bơm xăng dầu của cửa hàng xăng dầu này đã lắp đặt thiết bị in chứng từ. Thế nhưng, thay vì triển khai lắp đặt đồng bộ cho tất cả các cột bơm, cửa hàng này đã dừng lại bởi một lý do rất đơn giản: chưa một lần in chứng từ. Tốn chi phí mấy triệu cái máy in này, nhưng thực ra thì lại không giải quyết cái gì, tức là không ai đòi hỏi, không ai bảo bây giờ ví dụ ấy trong ngành lấy hóa đơn để ấy thì mình thấy cái đấy nó hiện thực hóa, còn như bây giờ mình thấy là nó chưa thấy hiện thực hóa mà chưa giải quyết được cái gì. Tốn kém về chi phí lắp đặt máy móc thiết bị là điều hiển nhiên. Đó còn chưa tính tới những chi phí trong việc bảo dưỡng, vận hành, nguyên liệu giấy in. Việc quy định áp dụng in chứng từ giao cho khách hàng được Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trong thông tư ban hành từ năm 2015 và sửa đổi một số điều vào năm 2018. Trong đó cho phép lùi thời gian thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 đến ngày 1 tháng 7 năm 2019. Chủ trương này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và hướng tới nền kinh doanh văn minh hiện đại. Chúng tôi không hay tính lít, chúng tôi cứ tính đi đổ, nhưng mà cứ 5 ngày là đổ xăng một lần. Cứ cảm thấy nó đủ thì thôi, chứ không bao giờ bắt in giấy tờ gì cả. Từ trước đến giờ thì cây nào chả thế, đi nhiều thì cứ đổ đâu cũng thế. Cứ đổ bằng tiền xong rồi thôi, chứ hóa đơn thì mình giữ để làm gì. Chứng từ này thì cũng đã được in trực tiếp tại cột bơm xăng. Trên cái chứng từ này thì cũng đã có rất đầy đủ những cái thông tin về cửa hàng bán xăng dầu, ký hiệu của cột bơm và những cái thông tin về thời gian giao dịch mua bán xăng, và đặc biệt là có đầy đủ về cái số lượng, rồi đơn giá và tổng số thành tiền. Rõ ràng là những cái thông tin rất là minh bạch. Tuy nhiên là người tiêu dùng lại gần như là không quan tâm đến những cái thông tin này, và gần như là người tiêu dùng cũng không có nhu cầu để in sao những cái chứng từ mua xăng. Trên địa bàn toàn tỉnh, hiện có hơn 300 cửa hàng kinh doanh xăng dầu với hàng nghìn cột bơm. Chưa dám khẳng định lợi bất cập hại, nhưng quy định gắn thiết bị in chứng từ tại cây xăng đang gây tốn kém và lãng phí cho doanh nghiệp. Mục đích hướng tới lại chưa đạt được, bởi ngay cả người tiêu dùng, đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất, lại gần như không quan tâm và không có nhu cầu.